Andrew Chris. Xin chào đón tất cả quý vị khán thính giả đến với chương trình Andrew Chris Show Show Show. Andrew Chris trân trọng kính chào tất cả quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS đến với chương trình Andrew Chris Talk Show hàng tuần hôm nay. Rất là vui và cũng rất đặc biệt được chào đón một nam ca nhạc sĩ nổi tiếng của một thời trước năm 75 cho đến ngày hôm nay. Anh đã cho ra hàng trăm bản nhạc, đã đi vào lòng khán thính giả khắp mọi nơi. Hân hạnh giới thiệu đến tất cả quý vị nam ca nhạc sĩ Tuấn Thành. Xin phép chào anh Tuấn Thành và chúc mừng anh đến định cư tại Hoa Kỳ. Mời anh gửi lời chào đến tất cả các fan cũng như quý khán thính giả thân thương của hệ thống truyền hình VBS khắp mọi nơi. Tuấn Thành xin được hân hạnh kính chào quý khán thính giả của đài VBS khắp nơi trên thế giới. Vâng, lời nói đầu tiên là rất cảm ơn anh và cũng chúc mừng anh được nhiều sức khỏe. Và trong dịp đầu năm Xuân Ất Mùi, em cũng rất là chân thành mong rằng anh sẽ được những điều may mắn nhất trong năm. Và cũng rất là vui được gặp lại anh sau cũng gần 40 năm, đúng không anh? Đúng rồi. Thì em có một thời gian em học nhạc với anh và em cũng mới bắt đầu đi vào cái con đường âm nhạc. Thì đó là một cái sự phải nói là may mắn được đi vào một cái thế giới âm nhạc và học được những cái hay của nền âm nhạc Việt Nam, đặc biệt là những cái nhạc cụ cũng như là anh đã hướng dẫn cho Andy Chris một thời, thì đó là cái điều em rất là chân thành cảm ơn anh. Hôm nay đó thì rất là vui là tại vì cũng đầu xuân đó thì gặp lại một người nhạc sĩ và được biết là anh sáng tác rất là nhiều nhạc. Anh có trên dưới khoảng chừng 200 bản nhạc, đúng không? Những nhạc phẩm mà đầu tiên mà em được nghe đó là ví dụ như là Ra Đi vào năm 1973, xong rồi Đời Đẹp làm sao rồi Những Ca Sĩ Vâng Còn Thấy Gì Không, vân vân. Và gần đây nhất là trong thập niên 90 đó thì anh cho ra một cái bản nhạc phải nói là rất là sôi động sôi nổi mà ca sĩ Phương Thanh đã từng hát, Lang Thang, đúng không? Đúng. Thì bây giờ anh có thể chia sẻ những cái sinh hoạt văn nghệ mà bao nhiêu năm, có thể nói là trên dưới 40 năm, 50 năm. Mời anh. Kính thưa quý vị, mình sinh ra thì không biết vào cái ngôi sao âm nhạc hay sao mà mình thích lắm. Chắc được cái vốn âm nhạc trời cho sao, thích. Thích cái đó và từ nhỏ mình cứ theo cái nghề đó. Vâng. Từ hết thổi sáo rồi đánh mandolin rồi harmonica. Vâng. Rồi tới năm 17 tuổi mình sáng tác. Vâng. Năm 13 thì chính thức mình được học nhạc ở trường phổ thông văn hóa đó. Vâng. Văn hóa phổ thông mà của trường á. Vâng. Trung học phổ thông đó. Yeah. Nó lớp đệ thất bắt đầu học văn hóa với thầy nhạc sĩ Võ, nhạc sĩ là Phó Quốc Thăng. Vâng. Rồi nhạc sĩ Hồ Lão. Vâng. Đó. Vâng. Thì tự nhiên cái đó cánh cổng âm nhạc nó mở rộng cho mình, rồi tập guitar. Vâng. Rồi sau đến năm 20 thì mình học piano. Vâng. Rồi học kèn, năm khoảng 25 tuổi học thổi kèn. Yeah, yeah. Học kèn clarinet. Vâng. Rồi yeah. Mình qua mấy cái saxo. Vâng. Đánh dương cầm đó, mấy cái đó là mình biết. Rồi mình học sáng tác, học hòa âm. Vâng. Sáng tác thì theo cuốn sách của ông Hoàng Thi Thơ đó. Vâng. Yeah. Để sáng tác một bài nhạc phổ thông đó. Vâng. Thì năm 17 tuổi mình sáng tác. Vâng. Mình bắt đầu sáng tác năm đó. Rồi đến năm 20 tuổi, năm 70 đó mình được học hòa âm với Linh Mục Kim Long. Vâng. Bên cuộc tâm lý chiến á. Vâng. Rồi đến năm 26 tuổi thì mình lại được học của thầy Dung. Vâng. Đó. Yeah, vâng. Thì nói chung cái con đường của mình thì cũng nhờ mấy thầy đó hướng dẫn. Vâng. Rồi kèn thì mình cũng không nhớ, không quên ơn thầy Phước á. Vâng. Tên là Con á. Vâng. Người Hoa đó. Vâng. Đó thì ông dạy mình clarinet, mình thổi mấy cái kèn nữa là saxo, alto. Vâng. Với tenor luôn á. Yeah. Đi sâu vào là cái dòng nhạc anh sáng tác. Tại vì anh sáng tác xong rồi anh hòa âm xong rồi. Đúng. Anh cũng là một nhà công, anh trình diễn đánh hàng đàn, đêm, đúng không anh, đánh đàn. Ok, thì nói thêm về gọi là cái dòng nhạc mà anh sáng tác, em biết thí dụ như cái bài Ra Đi đó. Là nó có một cái khi mà em bắt đầu em học và em nghe cái bài đó thì em thấy nó rất là lạ, là tại vì anh lặp đi lặp lại cái chữ ra đi ra. Đúng. Đi và thật sự đó cũng là một cái kỷ niệm, là tại sao sau khi mình hát bài đó xong rồi mình cũng đi luôn. Ok, năm 73 anh cho ra cái bài đó thì em biết là hình như là cô ca sĩ Kim Anh, đúng không? Kim Anh hát xong rồi mình một bài thứ hai nữa là thí dụ như Đời Đẹp Làm Sao, còn Connie Kim hát, xong rồi những bản nhạc của ca sĩ Sĩ Phú, vân vân và vân vân. Anh sát rất là nhiều ca sĩ nổi tiếng hát. Đó thì anh có thấy là đó là một cái niềm hạnh phúc, niềm vui của trong cái cuộc đời của một người nhạc sĩ không? Khi mình sáng tác thì mình phải nghĩ tới cái bài hát đó, trong cái nội dung đó ca sĩ nào hát. Vâng. Thì được mấy người đó thể hiện mình rất là thích hát. Vâng. Đúng nội dung lắm. Vâng. Ví dụ bài Còn Thấy Gì Không. Vâng. Thì là
mình nghĩ tới Vân Nhật Trường thì Nhật Trường hát bài đó rất thành công, Vâng. nhưng mà sau đó thì được cái hãng Thanh Thúy Vâng. 18 thâu vô cái bài đó là ca sĩ Sĩ Phú hát, Vâng. rồi cái bài Ra Đi đó thì cô Kim Anh hát rồi mình cũng hát. Vâng. Mà cái kỷ niệm nhất là bài Ra Đi đó, Vâng. là cái hôm 28 á, Vâng. cái ngày mà sắp sắp sửa 75 Vâng. đó, tôi được hát trên đài, Vâng. nhạc nhạc sĩ Vũ Thành An cho mình hát trên đài đó, Vâng. cho phép mình hát trên cái bài đó, Vâng. mình lấy tên là Cát Phương, lúc đó lấy cái lớp nhạc đó, Vâng. thì hát đúng 1 giờ thì 2 giờ nó bắn pháo kích vô đó, Vâng. người mình đó, đó là bỏ chạy Vâng. đó, À, cái bài ok. đó là cái kỷ niệm đó, Vâng. Ra Đi. Vâng, em thì khi mà em hát cái bài mà ra đi lặp đi lặp lại nó gào thét như vậy đó thì em nghĩ là chắc trước sau thì em cũng phải ra đi. Phải kỷ niệm đó. Vâng, rất là kỷ niệm. Kỷ... Nói thêm về gọi là cái sinh hoạt văn nghệ mà trong trước cái thời gian mà 75, tại vì anh sinh hoạt trước 75 xong rồi sau 75 xong rồi anh một thời anh viết những cái nhạc sau này, thí dụ như cái bài mà gọi là Lang Thang cho cô Phương Thanh hát thì nó phải phải nói là tất cả mọi nơi mọi người Đều đều hết. thích cái bài đó, đúng không? Có cái lý do nào mà em thấy là trong cái sở trường mà anh sáng tác là nào là ra đi xong rồi lang thang xong rồi bơ vơ vân Đúng vân rồi, và vân đúng vân, rồi. sao em thấy là chủ đề của anh là thường thường nó hơi cay đắng vậy? Đúng rồi. Cái cuộc đời mình thì nó cũng không có được trơn tru lắm. Dạ. Nói chung sinh ra thì cha mẹ sinh ra thì cũng muốn cho mình có những thành công. Vâng. Nhưng mà mình thường thường ra nó hay bị trục trặc. Vâng. Trục trặc cái lĩnh vực này kia, âm nhạc Vâng. cũng vậy, rất trục Vâng. trặc. Bị cái này cái kia, nhiều cái chuyện mình không nói ra được, thành ra Vâng. nó khó. Vâng. Thành ra mình có những cái thằng hàng như Ra Đi, Lang Thang, Lặng Lẽ, Vâng. Bơ Vơ, Vâng. hay Bâng Khuâng, Vâng. thành nhiều bài nó những cái chủ đề thì ta thấy cũng Như hay. vậy đó là những chủ đề là thật sự ra đó là nó reflect, tức là nó phản ảnh cái đời Đúng sống của anh. rồi, đúng À, rất là hay. rồi. Tức là văn là người Vâng. mà nhạc cũng là người đó. Vâng. Nếu mà người ta hạnh phúc thì người ta sẽ làm những bản như là rất là vui, Vâng. cái cung xuân là Vâng. đô trưởng hay là gì đó, Dạ, dạ. nhạc tới tươi vui. Còn mình thì không được may mắn như thế, thì mình có thể mình làm những bài nó đúng với tâm tâm tư mình, những bài thứ Vâng. nó cung thứ Dạ, cho nó buồn, nó du đúng dương chút xíu. À, em được nghe một cái bài nhạc là harmonica cũng như là đúng cái bài saxo. đúng rồi đúng rồi đúng Cái tâm trạng của anh harmonica thì ai người ta cũng thổi harmonica, nhưng mà cái đúng tâm trạng trong khi mà anh hát cái bài anh sáng tác cái bài harmonica và lại à. cái bài saxophone Ừ. đó thì cái Đó, tâm trạng anh nó ý như thế tưởng là nào? như vậy Anh nè, vâng. cái bài harmonica là một cái khung cảnh, là một cái ban nhạc nhỏ, Vâng. ban nhạc band ấy, Vâng. thì có một chàng harmonica thổi này nè, Vâng. cho cô quạt xếp nó hát phụ họa vô đó, Vâng. đệm cho cô một khúc nào đó. Vâng. Nhưng bây giờ cô đi rồi, lên máy bay cô đi rồi, thì bây giờ mình ra ban nhạc thì thổi ai nữa, vất cái harmonica đi, ý nghĩa là vậy đó. À, ok. Ngày xưa Vâng. cùng cùng thổi Vâng. với cô, bây giờ Vâng. cô đi rồi, thì hoặc là bài bài Saxo. saxo đó, Vâng. ngày xưa mình thổi saxo, Vâng. bây giờ đó mình nghèo quá bị bệnh không có tiền uống thuốc, mình bán cái saxo đi, ví là người vợ mình đó Vâng. đó, bây giờ nghe tiếng kèn saxo của một Vâng. cái đài đài nào hát đó, tự nhiên Vâng. mình nhớ được cái À, ngày mình nhớ. xưa cùng cùng với em nhảy múa ca Vâng. hát cái saxo này đó, Vâng. thì bây giờ cái bài là kỷ niệm saxo Vâng. ngày xưa đó Vâng. đó, À, wow. À, ý phải như nói vậy. vâng thì em phải rất là thán phục anh, là tại vì sao là những cái phải nói là những cái sở hữu của mình nó là cái linh hồn của mình Phải mà bán đi. mình phải bán đi. Wow. Vâng. Sau nhiều lần hứa, Vâng. lần này là không, đến bây giờ bán chết bỏ hòm đi, nhưng vì nghèo quá phải bán thôi. Vâng, wow. À, nghe như vậy đó thì em nghĩ là tất cả mà các fan và đặc biệt nhất là những học trò của anh, đúng Đúng. không? Tại vì anh có nhiều cái lớp Đúng. nhạc dạy học đó, thì em nghĩ là nếu mà có dịp nào mà tất cả các fan cũng như là các học trò của anh đó thì xem được cái chương trình này đó là phải liên lạc với anh, tại vì không thể nào để cho anh bán thêm cây kèn nữa đâu. Bây giờ anh không còn dịch Bây bán giờ nữa thì rồi. đỡ rồi, bây giờ thì Đúng đỡ không? rồi. Thì hy vọng là tất cả các fan sẽ là ủng hộ anh, là tại vì sao 200 bài nhạc của anh chưa có được phổ biến Đúng hoàn rồi. toàn hết rộng rãi, không, chỉ có một số bài nhạc thôi, phải không? Anh có thể cho em biết thêm đó, em hồi đó em cũng tập tễnh để mà học sáng tác, thì em cũng lấy những cái lớp nhạc mà căn bản của anh. Sau cái thời gian sau này đó, anh có thấy là những học sinh mà trẻ sau này đó, khi mà người ta đi học, người ta sáng tác đó, gọi là cái nhạc nó càng hay hơn không, Đúng nó càng tiến đúng, bộ nhiều hơn rất là mừng những người học sinh sau này họ rất là có nhiều phương tiện, Vâng. sau khi mình chỉ họ thì họ rất là phát triển rất nhanh và Vâng. nhiều người nổi tiếng lắm. Vâng. Vì cũng giới thiệu với mình đó là chủ nhiệm câu lạc bộ sáng tác ở bên Bình Thạnh đó, Vâng. trước trước mới sau sau khi mà năm 75 thì mình là phó chủ nhiệm, sau đó năm đến năm khoảng 2000 thì mình là chủ nhiệm, thì mình cũng hướng dẫn cho anh em những kỹ thuật sáng tác, những cái xảo thuật, những cái
những cái mánh khóe gì đó thì nhiều anh em ta cũng phát triển, ta cũng nổi tiếng lắm bây giờ. Thậm chí có nhiều người học trò mình đó, bây giờ cũng nhiều cái nhiều tác phẩm lắm, có người 40-50 bài đó, cũng do mình hướng dẫn thì cũng rất mừng là những người đó viết rất hay. Wow, rất là hay, rất là vui. Cũng may đó là tại vì ít có dịp được tiếp chuyện với lại một nhạc sĩ mà vừa sáng tác mà anh cũng là phải nói là một ca sĩ. Tại vì ngày xưa em cũng nghe anh hát rất là nhiều, rồi xong rồi sau đó anh viết ngoại âm. Cái combination tức là nói chung ra đó là anh vừa sáng tác, anh vừa chơi nhạc, xong rồi anh vừa viết nhạc, rồi anh viết luôn hòa âm. Thì anh thấy là cái vấn đề mà hòa âm nhạc của Việt Nam được hòa âm một cái bài nhạc nó có khó hay không? Nó làm nhưng mà có công thức rồi. Công thức. Nhưng mà cũng hay không bằng hơn. Nhiều khi cái bài đó mình thích quá, mình viết rất hay. Vâng. Thành ra người cứ nếu mà người vừa hòa âm phối khí á, cũng chưa ai dám tự hào là mình viết hay hết cả. Vâng. Cũng có những bài mình viết không thích thì viết nó thường thôi. Công thức thì viết thường thì viết được. Yeah. Nhưng những bài hay mình thích thì viết rất hay, xuất thần luôn. Vâng. Wow. Ok, rất là vui. Hy vọng là tất cả các học trò cũng như là tất cả các fan của anh Tuấn Thành sẽ enjoy gọi là cái chương trình ngày hôm nay của Andy Chris. Và trước khi trở lại với lại nam ca nhạc sĩ Tuấn Thành, xin mời tất cả quý vị giữ làn sóng của hệ thống truyền hình VBS với một số thông tin thương mại. Xin cảm ơn.